buổi sáng quay thì đẹp, buổi tối quay thì lại thiếu ánh sáng, thiếu góc nhìn, mình không có thấy được cái sự đẹp. Văn phòng là mình kiến thôi, nhưng mà cái người cái bức tượng con bò này thì lại màu sắc không có sặc sỡ và đứng hơi xa một tí nên nó không có tạo nên một câu chuyện nhiều lắm. Đây, đứng lùi lại.